tăng gấp đôi số lượng của họ. Thịt được chuyển đổi thành một loại thịt hoàn toàn khác với hương vị thơm ngon. Thực sự kỹ thuật này rất đáng kinh ngạc. Yamaken tin rằng phương pháp bảo quản khô chính là con át chủ bài để khôi phục thịt bò nâu Nhật Bản. Thịt mỡ không phù hợp với bảo quản khô. Với thịt nạc, khi bạn bảo quản khô, sự chuyển hóa hương vị rất lớn. Bạn tự hỏi liệu đây có đúng là thịt nạc hay không? Nhờ bảo quản khô, thịt nạc có cơ hội được yêu thích. Các nhà hàng lớn của Mỹ có nhu cầu lớn về thịt bò bảo quản khô. Vì vậy, Yamaken và nhóm của ông đã khảo sát vào năm 2011. Nhưng những người bán ở Mỹ không ngăn cản. Họ cho rằng, với lịch sử ngành chế biến thịt bò còn ngắn ngủi, Nhật Bản không thể làm phương pháp bảo quản khô được. Chúng tôi đã rất khó chịu. Chúng tôi biết mình có thể làm được. Yamaken trở nên có động lực hơn nữa. Ông tuyên bố sẽ làm chủ các kỹ thuật bảo quản khô ở Nhật Bản và có thể cạnh tranh với các kỹ thuật của Mỹ. Cùng với các lò mổ, ông chấp nhận thử thách đưa phương pháp bảo quản khô đến Nhật Bản và chứng minh rằng những người phản đối đã sai. Quá sớm để nói. Ông ấy thu thập thịt bò nâu Nhật Bản và gia súc Wagyu khác từ khắp cả nước. Vẫn còn độ ấm. Sẽ thế nào nếu không có sự thay đổi? Lúc đầu, họ không thể làm cho nấm mốc hoạt động trên miếng thịt. Miếng thịt không phân hủy, thất bại tiếp nối thất bại. Có lần, một miếng thịt bị nhiễm loại vi khuẩn hoàn toàn khác, làm hỏng cả con bò, có thể đủ bữa cho 1.000 người. Nhưng ông phải cứu những chú bò này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Và hơn hết, ông cần phải cứu những người nông dân chăn nuôi gia súc. Chỉ những người tiêu dùng hài lòng thôi thì không đủ. Người sản xuất và phân phối cũng phải được hạnh phúc. Nó phải tạo ra giá trị tinh thần và kinh tế cho tất cả mọi người. Tầm nhìn của tôi là khiến thực phẩm hữu ích với tất cả mọi người. Tôi sẵn sàng cống hiến đời mình vì mục đích này. Ông ấy sẵn sàng cống hiến đời mình cho lý do thực phẩm mang lợi ích đến toàn bộ xã hội. Đó là lý do tại sao ông muốn mang nụ cười đến cho những người nông dân chăn nuôi gia súc lâu nay bị đánh giá chưa đúng mức. Và đó là cách phương pháp bảo quản khô hình thành. Bảo quản khô sừng bò ngắn và bò nâu Tosa đã biến đổi chúng. Nó nâng chúng lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Đã 2 năm rồi kể từ khi ông chấp nhận thử thách bảo quản khô thịt nạc. Kết quả thế nào? Đây là nơi đặc mùi. Phần này sẽ có mùi. Tuyệt vời. Tôi có thể ăn nó như thế này. Mùi hương rất kỳ lạ. Nó có vị như là quả hạch. Hương vị thịt bò nạc như thế nào sau khi thay đổi? Trông rất ngon. Wow. Tôi có thể ngửi thấy mùi thịt khô. Rất ngon, rất mềm. Đã 4 năm kể từ khi Yamaken lần đầu cố gắng đưa bò nâu Nhật Bản trở lại. Cuối cùng, đến ngày đánh giá, bò nâu Nhật Bản đã từng có một giá trị khoảng 2.000 đô la Mỹ sẽ có giá như thế nào trên chợ đấu giá? Con bò được sinh tháng 11 năm 2012, nặng 263 kg. Buổi đấu giá bắt đầu. Tiếp đi nào. Ngay lập tức, mức giá vụt lên 2.500 đô la, khi nông dân nuôi gia súc vẫn đang nín thở theo dõi.
giá tăng lên $4,000, gần bằng giá trung bình của thịt bò đen Nhật Bản, cũng chỉ hơn $4,000 mà thôi. Và rồi, sẽ lên $4,500 chứ? $4,730, mức giá cao nhất. $4,700 là mức giá tuyệt vời. Các nông dân sẽ rất vui. Bò nâu Nhật Bản đã vượt qua bò đen Nhật Bản. Sau này, rõ ràng giá trung bình của bò nâu Tosa Nhật Bản cũng vượt qua bò đen Nhật Bản. Nó chính thức trở thành mốc hồi phục đối với bò nâu Nhật Bản. Nó đặt mức giá $4,700, một giá rất tốt. Nếu có nhiều nông dân bắt đầu nuôi bò nâu hơn, thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Ước mơ của Yamaken bây giờ đã mang nụ cười đến cho những người nông dân chăn nuôi gia súc. Yamaken đã bay khắp Nhật Bản để quảng bá về bò nâu Nhật Bản. Nỗ lực của anh ấy được phản ánh trong giá cả hiện nay. Tất cả những nỗ lực của anh đã được đền đáp. Tôi rất cảm ơn những lời đó. Tôi mới là người cảm thấy biết ơn. Lựa chọn những sản phẩm chất lượng sẽ mang lại lợi ích cho cả nước Nhật. Những sản phẩm chất lượng mang đến những kết quả tích cực. Không chỉ ngon miệng, mà ăn nó còn giúp mọi người, cho cả khu vực và cho cả môi trường nữa. Tôi muốn tiếp tục quảng bá và bán những sản phẩm đó. Từ trước đến nay, tôi tưởng thịt của bò nâu Nhật Bản là quá nạc và dai. Nhưng thật tuyệt rằng phương pháp bảo quản khô có thể làm cho miếng thịt thơm ngon và mềm ngọt hơn. Đúng vậy, thịt nạc thì tốt cho sức khỏe hơn vì nó ít mỡ hơn và với thịt ướt hơn, nó rất được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Vậy nghĩa là chúng ta có thể mua thịt bò nâu Nhật Bản bảo quản khô ở các siêu thị phải không? Thời điểm này, kỹ thuật bảo quản khô ở Nhật Bản còn rất mới. Và ngay lúc này, thịt bò bảo quản khô chỉ được bán cho các nhà hàng. Nhưng một khi nó được sản xuất hàng loạt, chúng ta có thể thưởng thức món thịt bò ngọt và tốt cho sức khỏe của bò nâu Nhật Bản ngay tại nhà. Vâng, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể thử những món mới. Đúng vậy. Bây giờ giá trị của bò nâu Nhật Bản đang được đánh giá lại. Thịt bò đang được coi như là một đặc sản ở Nhật Bản. Thú vị là hiện nay nó được phục vụ trong các bữa ăn trong khoang hạng nhất trên các chuyến bay của hàng không Nhật Bản, trên các chuyến bay đến và về từ châu Âu và Mỹ. Tôi chắc là tôi còn lâu mới được bay khoang hạng nhất, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ chờ cho đến khi thịt bò bảo quản khô có mặt tại các siêu thị. Hy vọng rằng trên thế giới, ngày càng nhiều người có cơ hội thưởng thức thử thịt bò Nhật Bản. Myanmar. Red. United. 세계의 도전. Passion. Spirit. 次のプレミアムフィールド。Nhìn này, họ đang xây nhà máy thép khổng lồ sử dụng công nghệ của Kobelco. Kobelco? Chưa nghe nói bao giờ. Của Nhật đấy. Họ có thể sản xuất thép với tốc độ cực nhanh. Thời gian sản xuất này được rút ngắn một cách đáng kể. Chà, người Nhật quả là tuyệt vời. Đất nước của môn karate. Ha, 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 ha. Nhưng karate chẳng liên quan gì đến việc này cả. Thì thế, vang danh khắp thế giới, Kobelco. Bố lại quên sinh nhật mẹ rồi, còn thương mẹ quá. Sếp lại quên sinh nhật vợ rồi, quá đáng. Ngạc nhiên không? Không, chỉ đơn giản là Sepraton. Sepraton tăng tuần hoàn não, tăng cường trí nhớ, giải tỏa stress. Em hạnh phúc quá. Có bí quyết gì không? Chỉ đơn giản là Sepraton. Sepraton hoạt huyết dưỡng não mới của Chafaco. Có khi hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bắt chọn mọi khoảnh khắc với công nghệ lấy nét trực quan mới. Lấy nét thật hoàn hảo chỉ với một lần bấm. Quay phim tuyệt đỉnh, sắc nét không ngờ. Lấy nét nhanh thần tốc, bắt gọn mọi chuyển động,
công nghệ Duo Pixel CMOS AF, chiếc máy ảnh khơi dậy tiềm năng sáng tạo. Canon. Tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một tập phim từ chương trình kinh tế nổi tiếng thứ hai Gadichi. Chủ đề hôm nay là sản xuất đẳng cấp thế giới. Những ngày này, sản xuất của Nhật Bản được cho là kém năng động bởi những yếu tố như sự phổ biến đang tăng lên của các sản phẩm Hàn Quốc và các nước khác. Vâng, nhưng khi nhìn vào thị trường toàn cầu, nhiều sản phẩm chủ chốt của các công ty Nhật vẫn nắm thị phần lớn. Chúng ta có một ví dụ ở đây. Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số có thị phần 100%, 98% cho dụng cụ nội soi. Ngoài ra, xe chở khách lai điện có thị phần 91%. Sản xuất của Nhật Bản vẫn mạnh khi đang phát triển các sản phẩm sáng tạo độc đáo ở Nhật Bản. Tạo ra sản phẩm mới bằng cách tái sử dụng các bộ phận của các sản phẩm khác hoặc làm cái gì đó có ích cho xã hội bằng cách phát triển hơn nữa các công dụng của sản phẩm. Sản xuất của Nhật Bản tạo ra nhiều sản phẩm mới bằng những ý tưởng đầy cảm hứng. Mời quý vị cùng tìm hiểu. Đầu tiên, chúng tôi đến thăm một nhà sản xuất đồ chơi ở Tokyo. Kỷ lục thế giới của anh là gì? Nó ở ngay đây. Chờ một chút. Nó đây ư? Đây là chiếc máy bay trực thăng điều khiển từ xa nhỏ nhất thế giới. Vào tháng 6 năm 2013, công ty này đạt kỷ lục thế giới với chiếc máy bay trực thăng điều khiển từ xa nhỏ nhất thế giới. Độ dài của nó là 8,1cm và nặng chỉ 11g. Hầu hết các trực thăng điều khiển từ xa ngày nay có độ dài 20cm. Tuy nhiên, công ty này chế tạo một chiếc trực thăng dài 12,5cm vào năm 2008. Và năm 2013, nó đã phá kỷ lục của chính mình. Đó là một kỷ lục thế giới. Nó là nhà vô địch. 40.000 chiếc đã được bán từ khi nó được tung ra thị trường vào tháng 6 năm 2013. Nó bé xíu. Thậm chí dù nhỏ, chiếc trực thăng này vẫn ổn định và có thể di chuyển thẳng và ngang như một chiếc trực thăng thực sự. Giá của chiếc trực thăng là khoảng 50 đô la. Làm sao công ty này có thể làm ra một chiếc trực thăng thu nhỏ hoạt động tốt trong khi vẫn giữ được mức giá thấp như thế? Anh ấy tháo chiếc trực thăng và lấy ra rất nhiều bộ phận cho phép chiếc trực thăng mini bay được. Anh ấy cho chúng tôi xem động cơ. Đây là động cơ được dùng bên trong chiếc trực thăng. Động cơ làm quay cánh quạt của trực thăng, nhưng nó thường có trong một thiết bị khác. Đây là động cơ được dùng cho chức năng chế độ rung trong điện thoại di động. Động cơ tương tự được dùng để làm điện thoại di động rung. Đây là một con chip bên trong chiếc trực thăng. Đây là một con quay hồi chuyển. Lắp nó vào trực thăng, giúp nó không bị nghiêng. Nó sẽ phát hiện chuyển động của chính nó và ổn định theo một hướng. Con quay hồi chuyển được đặt trên chip phát hiện góc của máy bay trực thăng để duy trì sự cân bằng. Thiết bị tương tự được sử dụng trong điện thoại thông minh để duy trì hướng chuẩn của màn hình. Máy bay trực thăng này cũng sử dụng pin lithium của điện thoại di động. Máy bay trực thăng mô hình là sự kết hợp giữa trọng lượng nhẹ và các linh kiện cao cấp của điện thoại di động của Nhật Bản. Chúng tôi có thể bán nó với giá khoảng 50 đô la. Nó khoảng bao nhiêu nếu công ty Anh tự phát triển các linh kiện? Khoảng 1.000 đô la. Nếu thế thì trẻ em không thể chơi nó được. Đây là một sản phẩm đồ chơi sử dụng các phát minh công nghệ cao. Tại sao lúc đầu họ lại làm ra thứ nhỏ nhắn như vậy?
Tôi muốn làm cho nó nhỏ hơn nữa. Họ thực sự rất muốn làm cho nó nhỏ hơn nữa. Tôi muốn nó nhỏ hơn. Nhỏ cỡ nào? Một nửa, khoảng 3cm gì đó. Lúc đó nó có thể hạ cánh trên đầu chiếc bút bi. Như thế có vẻ như sẽ phá thêm một kỷ lục nữa. Tiếp theo, chúng tôi đến thăm một công ty ở tỉnh Fukuoka. Anh có một sản phẩm phá kỷ lục đúng không? Vâng, máy nhanh nhất thế giới. Máy nhanh nhất ư? Họ dẫn chúng tôi đến một sân bóng chày. Để tôi cho anh xem. Đây là chiếc máy ném bóng nhanh nhất thế giới. Súng bắn bóng siêu hàng đầu. Năm 2000, công ty đã lập kỷ lục về máy ném bóng nhanh nhất thế giới. Chính xác thì nó nhanh tới mức nào? Chúng tôi đã tìm hiểu. Tôi đánh quả bóng được không? Không, anh có thể bị đau đấy. Lý do an toàn không cho phép đánh vào cây gậy. Vì vậy, chúng tôi chỉ đứng vị trí của vận động viên. Hãy xem máy này có thể tung bóng nhanh tới mức nào. Tốc độ của nó là bao nhiêu? 175 km/h, nhanh hơn một chút so với cú ném bóng đạt kỷ lục nhanh nhất. Chiếc máy có thể đánh bại kỷ lục thế giới được thiết lập bởi một hội viên lớn vào năm 2011, nhưng đó chưa phải là tốc độ cao nhất. Hãy thử xem tốc độ tối đa. Tốc độ tối đa là bao nhiêu? Vui lòng tránh xa. Có thể nguy hiểm khi bóng nảy ra. Chính xác thì trái bóng sẽ có vận tốc thế nào? Độ ảnh hưởng của trái bóng là rất lớn. Tốc độ mà chiếc súng lập kỷ lục là bao nhiêu? Chính xác là 400 km/h. 400 km/h, nhanh hơn cả tàu siêu tốc. Làm sao có thể ném một quả bóng với tốc độ như vậy? Không giống máy ném bóng thông thường. Đây là máy khí nén. Các máy ném bóng thông thường dùng các bánh xe quay để đẩy bóng hoặc cánh tay máy để phóng quả bóng. Tuy nhiên, khi tốc độ tăng lên ở những máy này, chúng có thể mất kiểm soát quả bóng hoặc quả bóng có thể bị bóp méo khi nó được ném ra. Nhưng máy ném bóng này dùng khí nén để đẩy bóng. Khi lực nén không khí đẩy quả bóng ra ngoài, toàn bộ bề mặt quả bóng chịu áp lực đồng đều. Vì vậy, nó không bị méo mó nhiều. Chiếc máy cũng dễ điều khiển hơn bởi nó có hình trụ. Ban đầu, công ty này sản xuất máy mở và đóng van khí nén. Công ty bắt đầu phát triển máy ném bóng vì một người quen cảm thấy rằng máy móc của họ có thể phù hợp. Hiện nay, nó thậm chí còn bán máy ném bóng cho một đội bóng chày chuyên nghiệp và trở thành một nhà sản xuất hàng đầu. Nó cũng nhận đơn hàng từ một sở cứu hỏa nơi muốn chiếc máy này vì tốc độ và tính chính xác của nó. Trong trường hợp cháy ở nhà cao tầng,
Máy của chúng tôi có thể dùng để xịt bình cứu hỏa từ trên trực thăng. Có vẻ như chiếc máy ném bóng nhanh nhất thế giới có thể sẽ xuất hiện trong nhiều lĩnh vực nữa. Tiếp theo, chúng tôi tới thăm một cơ sở nghiên cứu khoa học dược sinh học ở Tokyo. Một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Waseda do giáo sư Shinji Takeoka hướng dẫn đang làm việc ở đây. Xin mời vào xem. Kỷ lục thế giới của họ là gì? Ngay đây. Nó đây. Đây là băng vết thương mỏng nhất thế giới. Kỷ lục thế giới mà Takeoka và nhóm của ông lập vào năm 2009 là về băng cứu thương mỏng nhất thế giới, băng gạc tấm nano. Độ dày của nó là 75 nanomet. Một nanomet là 1/1000 triệu của một mét. Kỷ lục băng cứu thương nhỏ nhất trước đó là 0,01mm, được lập năm 2007. Băng cứu thương tấm nano mỏng hơn gấp 100 lần. Tuy nhiên, nó trông không mỏng đến thế. Cái này dày 75 nanomet ư? Vâng, nó nằm trên tấm lưới. Tôi lột nó ra được không? Nó không bị bong ra. Sau một lúc loay hoay, vẫn không bóc nó ra được. Khi vật liệu được làm thành một miếng cực kỳ mỏng dạng tấm, nó sẽ dính chắc lên bề mặt và không bóc ra được. Nó giống như mạ vàng vào gỗ. Vì băng gạc tấm nano dùng cách này, nó không cần dùng đến chất kéo dính nữa. Băng gạc này không chứa chất kéo dính, nhưng nó vẫn dính tốt. Băng gạc thường có kéo dính, nhưng băng gạc nano thì không như da vì nó không cần keo. Khi dùng băng gạc nano thì nó trông giống cái gì? Như thế này. Nó dính chắc chắn lên da và không rơi ra. Băng gạc nano được làm như thế nào? Một hỗn hợp dung dịch được cho lên một thiết bị quay ở tốc độ cao. Lực ly tâm làm cho dung dịch đó trải thành một tấm mỏng. Đó là những bước cơ bản. Cần các sự điều chỉnh khi pha trộn hỗn hợp dung dịch và tốc độ vòng quay để có được độ dính và độ mỏng mong muốn. Công nghệ này ban đầu được phát triển để sản xuất các con chip IC. Sử dụng công nghệ này cho băng gạc là một điều mới mẻ chưa từng có. Băng gạc tấm nano có thể dùng ở nhiều nơi, không thể dính các thứ với nhau. Chúng tôi hy vọng rằng nó có thể dùng được trong nội tạng. Nếu nó dùng được trong nội tạng thì sẽ không cần phải khâu. Vết thương sẽ được khép lại bằng các vết nối nhờ băng gạc. Chúng tôi đang nghiên cứu công dụng mới. Đó là một băng gạc dùng cho nội tạng người. Nhưng liệu nó có chịu được môi trường trong đó không? Nó được làm bằng vật liệu không thấm. Vì vậy, chúng ta có thể để nó trong đó và không phải lo lắng gì. Băng gạc sẽ tan đi khi cơ quan nội tạng đã lành. Họ hy vọng sẽ bắt đầu các cuộc thử nghiệm vào năm 2015. Vậy là những vật liệu dùng trong băng gạc dính không phải mới, nhưng vì làm cho chúng mỏng hơn đã khiến cho chúng trở thành loại tốt nhất thế giới.
Đúng vậy. Có rất nhiều sản phẩm được tạo ra bằng các ý tưởng mới trên thế giới hiện nay. Một ví dụ là mì ăn liền chỉ mất 3 phút để nấu bằng cách cho vào nước nóng. Chị Usuda, chị có nhớ Walkman không? Đó từng là một sản phẩm sáng tạo. Đúng vậy, Walkman lúc đó là một chiếc máy bay chạy bằng cassette mang theo người. Nó là một sự đột phá vì nó cho phép chúng ta thưởng thức âm nhạc ngay khi đang di chuyển. Một phát triển độc đáo từ Nhật là băng truyền. Ví dụ như những băng truyền dùng trong các nhà hàng sushi băng truyền. Ngoài ra tôi cũng nghe nói rằng những mẫu thực phẩm làm giả thường thấy trưng bày tại các nhà hàng ở Nhật Bản cũng cực kỳ nổi tiếng với du khách nước ngoài. Nhiều du khách đã mua các mẫu đó về làm quà. Tôi cũng nghe nói như vậy. Những sản phẩm mà chị vừa đề cập, tất cả có vẻ như đều là những quá trình thực hiện hóa những ý tưởng độc đáo. Có vẻ là như vậy. Và có một ý tưởng độc đáo khác đã trở thành một thành công lớn trên khắp thế giới là Hatsune Miku. À vâng, có khá nhiều buổi biểu diễn, phải không ạ? Đúng vậy. Hatsune Miku là một phần mềm máy tính lập trình giọng hát. Nó dùng công nghệ giọng nói đã được tổng hợp. Công nghệ này được phát triển bởi một hãng sản xuất nhạc cụ Nhật Bản. Sau khi nó được phát hành, người dùng sáng tác và lập trình các bài hát và tải chúng lên Internet. Và phần mềm này đã trở thành một thành công lớn. Tại sao nó lại trở nên nổi tiếng như vậy? Lý do lớn nhất là vì nhân vật trong chương trình có thể được dùng miễn phí, miễn là nó nằm trong mức cho phép. Người dùng có thể tạo ra bài hát với giọng tổng hợp, cũng như dùng nhân vật cho những hoạt động sáng tạo. Vậy không phải chỉ có khả năng lập trình giọng hát làm cho nó nổi tiếng, mà còn là nhân vật trong đó nữa. Buổi hòa nhạc Hatsune Miku được tạo ra bằng công nghệ hình ảnh 3D, được tổ chức ở Nhật Bản cũng như nước ngoài và cực kỳ nổi tiếng. Và theo một ước tính của một viện nghiên cứu tư nhân, quy mô thị trường của Hatsune Miku được cho là hơn 100 triệu đô la. Wow, thật kinh ngạc. Vậy có bao nhiêu bài hát đã được người dùng tạo ra? Từ khi phát hành phần mềm vào năm 2007, con số ước tính là hơn 100.000 bài hát đã được tạo ra trên khắp thế giới. Tôi đoán là Nhật đã tạo ra một diva với chương trình biểu diễn lớn trên thế giới. Thông tin trên đã kết thúc chương trình Nhật Bản ngày nay tuần này. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thông tin hơn nữa dành cho quý vị. Mời quý vị chú ý đón xem vào tuần tới.